Xin chào tất cả quý vị nhà đầu tư, rất vui gặp lại quý vị nhà đầu tư trong chương trình dành cho những quý vị có định hướng đầu tư chung dài hạn, có thể kéo dài 3 năm, 5 năm hay 10 năm, và luôn luôn coi đầu tư là một hành hoạt động đều đặn, duy trì lâu dài và là một kênh tích sản, kinh giữ tài sản rất là tốt. Và chương trình này sẽ không phù hợp cho những anh chị mà có tầm nhìn ngắn hạn, nhỏ hơn dưới 1 năm. Tôi xin tự giới thiệu lại một chút, thì tôi là Tuấn Hoàng 3P, hiện đang là thành viên của AZ Film Việt Nam. Và chủ đề chúng ta ngày hôm nay đó là đầu tư gì trong thời đại biến động địa chính trị. Trong thời đại biến động địa chính trị này hiện nay thì chúng ta thấy rằng là có rất nhiều các bất ổn, như là cuộc chiến Nga và Ukraine, hay là gần đây nhất là cái khu vực Biển Đông chúng ta đang rất là nóng giữa cuộc tập trận của Trung Quốc, của Đài Loan, hay là Việt Nam chúng ta cũng có thể có một phần đấy đó. Trong cái câu chuyện như thế thì có rất nhiều nhà đầu tư hay là rất nhiều khách hàng của AZ Film có đặt câu hỏi rằng là thị trường như này thì liệu nó có ảnh hưởng gì không, và nên đầu tư vào những tài sản nào, có nên đầu tư vào vàng hay không, vân vân. Thì trong cái câu trả lời ngày hôm nay thì Tuấn sẽ cố gắng trả lời một lượng kiến thức đủ anh chị có thể đưa ra tự phán đoán riêng cho mình. Ok, thế thì trong cái buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ có 5 kênh, đó là kênh tiền mặt, trái phiếu, cổ phiếu và bất động sản. Cổ phiếu bất động sản thì Tuấn góp chung thành một nhóm bởi vì nó là những thông tin liên quan đến dòng tài sản mang tính rủi ro theo quan điểm chung của mọi người. Đó. Tiếp theo là vàng và cuối cùng là tiền điện tử. Tiền điện tử là một kênh rất là mới và chúng ta cũng sẽ cập nhật qua một chút ở đây. Thế thì chúng ta hãy cùng nhìn lại lịch sử trong rất nhiều năm qua. Từ năm 1926 đến năm 2013, thì trong thời gian đó chúng ta sẽ thấy rằng là những kênh mà đem lại lợi suất tốt nhất đó là cổ phiếu, đúng không ạ? Cổ phiếu đây thì có lợi suất của nhóm Large Cap, tức là Blue Chip, tức là những cổ phiếu mà vốn hóa lớn, làm khoảng 10%, bị thấp hơn một chút so với cả nhóm Small Cap là 11%. Rồi những kênh khác thì nó thấp hơn rất là nhiều, như là Long Term Bond, tức là trái phiếu này, hay là tiền gửi này, hay là tiền mặt này, thì lợi suất nó thấp hơn rất là nhiều so với cả cái kênh cổ phiếu, đúng không ạ? Đồng thời với đó thì chúng ta nhận thấy rằng là nhìn qua cái kênh Large Cap và Small Cap, tức là cổ phiếu vốn hóa lớn và cổ phiếu vốn hóa nhỏ, thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng là cổ phiếu vốn hóa nhỏ có mức lợi suất cao hơn một chút so với cổ phiếu vốn hóa lớn. Nguyên nhân là bởi vì thế này, cổ phiếu vốn hóa nhỏ thì cái tài sản, cái quy mô vốn hóa của nó mức rất là thấp, nên cái khả năng nó tăng lên ở mức cao hơn rất là dễ. Và đồng thời với đó là Small Cap thì có tính rủi ro cao hơn rất nhiều so với cả Blue. Cứ 10 cổ phiếu đầu tư ở dạng Small thì có đến 8 cổ phiếu có thể lình thình đi xuống, và chỉ có 2 cổ phiếu vọt lên và nâng lên thành cấp Mid Cap rồi thành Large Cap. Nhưng mà 10 cổ phiếu Large Cap thì có đến 8 cổ phiếu có thể tiếp tục đi lên, trong đó chỉ có 2 cổ phiếu đi xuống, tức là bị làm ăn kiếm thua lỗ. Đó chính là nguyên nhân mà chúng ta nhận thấy rằng là cái tỷ lệ biến động, cái risk ấy, của cổ phiếu vốn hóa lớn nó thấp hơn rất nhiều so với cả cổ phiếu vốn hóa nhỏ vừa và nhỏ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bỏ qua phần tất cả trong thời hạn này đi. Chúng ta nhìn trong cái bối cảnh chiến tranh xảy ra thì sao? Phần dữ liệu này được lấy từ số liệu của Mỹ và bắt đầu được tính từ lúc mà bắt đầu diễn ra cuộc chiến tranh, trong khi cuộc chiến tranh được kết thúc. Đa phần mọi người sẽ nghĩ rằng là trong những cuộc chiến tranh đấy thì chúng ta nên thoát khỏi những tài sản rủi ro như cổ phiếu hay bất động sản hay vân vân mọi thứ khác, mà nên ưu tiên vào những tài sản mà mang tính phòng vệ, hay là hay rất nhiều người nói là tiền mặt là vua, tức là có tiền mặt còn tiền là còn cơ hội, đúng không ạ? Nhưng mà chưa chắc đã điều đấy đã xảy ra nhé. Trong cái hình này tiếp theo chúng ta nhìn thấy luôn, đó là trong cái dòng thứ hai, dòng màu nâu vàng đấy, thì quý vị sẽ thấy rằng là dòng Large Cap là đạt được hiệu suất là 11,4% và Small Cap là được 13,8%, tức là tương tự như câu chuyện phía trên, đúng không ạ? Là Small Cap bao giờ lợi suất cũng cao hơn một chút so với cả Large Cap, nhưng độ biến động cũng cao hơn rất là nhiều. Rồi chúng ta sẽ nhìn sang Long Term Bond là được có 2,2%, rồi vân vân, rất là nhiều loại tài sản khác. Và nếu như để ý thêm, quý vị hãy nhìn sang cột bên tay phải bên cùng, đó chính là Inflation, tức là lạm phát. Thì tất cả những cái tài sản mà đem lợi suất nhỏ hơn lạm phát, tức là giá trị nó đang bị đi xuống, đúng không ạ? Chúng ta sẽ nhận thấy rằng là trái phiếu này, long term bond, đúng không ạ? Hay là notes, tức là
tiền gửi, rồi tất cả loại khác hay tiền mặt chỉ 3,3%, và tất cả đều nhỏ hơn cái inflation, tức là nhỏ hơn cái lạm phát. Thì qua như thế chúng ta nhận thấy rằng là trong chiến tranh, nếu chúng ta cầm tiền mặt hay cầm trái phiếu thì chúng ta đều đã bị mất đi sức mua, đúng không ạ? Và ngược lại, chúng ta cầm cổ phiếu thì cái sức mua chúng ta được tăng lên, đúng chưa? Đó thì đấy là sơ qua một chút về cái cuộc chiến tranh. Đương nhiên thì có một số các cuộc chiến tranh khác như là chiến tranh thế giới lần thứ hai, rồi chiến tranh Việt Nam, chiến tranh Hàn Quốc, vân vân, rất nhiều cuộc chiến tranh, và kết quả về cơ bản nó là tương tự, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ đi sâu hơn vào từng kênh một. Đầu tiên là kênh tiền mặt trước đi. Thì trong kênh tiền mặt này, chúng ta sẽ thấy rằng gần đây nhất là cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Khi một cuộc chiến tranh này xảy ra thì lạm phát đến tháng 3 năm 2022 đã tăng gần 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái, khi vọt lên 16,7%. Đây là mức lạm phát cực kỳ cao theo thời gian. Và theo một ước tính của ngân hàng của Nga thì họ dự kiến rằng lạm phát lên đến là 24% trong mùa hè năm nay. Và nếu như quý vị chỉ cầm tiền, đúng không ạ? Chú ý cầm tiền, chú ý chờ một thời điểm nó xảy ra, chờ qua tất cả cuộc chiến tranh, rồi qua tất cả những cái rủi ro xảy ra mà quý vị bắt đầu mới mua, thì tự nhiên đồng tiền quý vị đã bị mất giá rất là nhiều. Đây là nguyên với lạm phát đấy nhá, nguyên với cả cái chi phí mà ăn uống hàng ngày, đúng không ạ? Chứ còn nếu như mà chúng ta xem xét lạm phát ở góc độ tính toán của các nước, hay thậm chí cả Việt Nam, thì lạm phát nó chỉ bao gồm một số rổ các mặt hàng nhất định, đúng không ạ? Như điện nước này, rồi ăn uống vân vân, thịt heo vân vân. Nhưng mà nó không tính vào những loại ví dụ như chi phí xây dựng này, chi phí thuê nhân công này, vân vân, họ đều không tính vào. Đó nên quý vị sẽ thấy rằng là cách đây đâu đó năm, cách đây khoảng 2 năm thôi, giá dầu của chúng ta chỉ loanh quanh ở mức khoảng 40-50 đô. Và nay giá dầu lên khoảng 100 đô rồi, nhưng chúng ta nhìn cái lạm phát của Việt Nam vẫn đâu đó chỉ khoảng 3-4%. Hay là năm ngoái lợi suất lạm phát chỉ có 1,8%, đúng không ạ? Thì trong vòng 2 năm qua, nếu tính tổng lại thì theo cái sổ CPI thì lạm phát đâu đó chỉ khiến đồng tiền mất giá khoảng 10%. Nhưng thực tế là giá dầu đã tăng từ khoảng 30-40 đô lên khoảng 100 đô, tức là tăng gần gấp đôi, hơn gấp đôi và gấp 2,5 lần. Đó, thế thì đôi khi là chúng ta chỉ nhìn thuần lạm phát, chúng ta sẽ không nhìn thấy được hết cái vấn đề, cái sự mất giá của đồng tiền chúng ta. Nhưng ở lợi thuần ở đây chúng ta nhìn thấy rằng là Nga đã khiến cho đồng tiền bị mất giá đến khoảng 16,7%, có thể lên khoảng 24% trong năm nay. Đó, thế dựa trên cái như vậy thì Tuấn cho rằng là nếu như chúng ta chỉ cầm tiền thôi thì rõ ràng là cái sức mua chúng ta định mất dần theo thời gian. Ok, thứ hai chúng ta sẽ thử đi sang một dòng tài sản khác, đó là trái phiếu. Thì trái phiếu cơ bản nó cũng giống như tiền mặt, ở khác góc độ khác như nào, đó là bởi vì cái lợi suất của nó sẽ cao hơn. Ví dụ như quý vị cầm tiền mặt của quý vị đi gửi vào ngân hàng thì lợi suất đâu đó chỉ được khoảng là 5% hay 6% chẳng hạn, đúng không ạ? Nhưng nếu quý vị mà dùng trái phiếu thì nó sẽ chênh thêm khoảng 3-4% nữa, tức là có thể đạt được khoảng là 9-10%. Đó, thì chúng ta nhận thấy rằng là trái phiếu sẽ đem lại lợi suất lớn hơn so với tiền gửi, nhưng ngược lại lợi nhuận đấy có giới hạn, tức là tối đa thì cũng chỉ đạt được khoảng 10% mà thôi, chứ không thể cao hơn được nữa. Và đương nhiên thì trái phiếu sẽ có một cái rủi ro, đó là nếu doanh nghiệp mà khó khăn thì khiến cho cả cái dòng cổ phiếu, dòng trái phiếu đấy thì mất giá, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thử sang cái gần đây nhất là công ty Tân Hoàng Minh chẳng hạn, đúng không? Khi mà có những vấn đề xảy ra thì nhà đầu tư sẽ mới rất là lo lắng liệu mình lại được tiền hay không. Đó thì đấy là những cái mà nó sẽ gây ra cái lo lắng của nhà đầu tư, rủi ro, tức là cái lợi nhuận đạt được thì nó bị giới hạn, nhưng mà nếu bị mất thì chúng ta sẽ bị mất rất là nhiều. Đó thì đấy là chính là trái phiếu. Đương nhiên thì trái phiếu sẽ được ưu tiên trước cổ phiếu. Đó nên về góc độ mà an toàn, nếu phá sản thì rõ ràng trái phiếu sẽ được an toàn hơn cổ phiếu. Đấy thì phải nốt qua một ý là như vậy. Rồi, thế thì vàng. Vàng có một câu rất phổ biến trong giới đầu tư là gì? Đó là nơi bảo vệ giá trị hay bảo vệ sức mua trước lạm phát hay là trước những biến động bất ổn. Nhưng nếu chúng ta nhìn vàng cả một giai đoạn từ năm 2011-2012 đến nay thì giá vàng gần như không tăng. Quý vị nhìn cái biểu đồ bên tay trái, quý vị thấy rằng là giá vàng nó bị biến động và nó coi như là chỉ đi ngang trong khoảng thời gian rất dài vừa qua. Đó, thế thì liệu chúng ta cầm vàng có hiệu quả hay không? Đúng không ạ? Như vậy là nhìn qua đây chúng ta thấy là cầm vàng mà nếu như
cái cuộc biến động chính trị lúc đầu chúng ta tưởng rất là nghiêm trọng, nhưng cuối cùng lại không nghiêm trọng đến như vậy, thì chúng ta sẽ bị biến mất rất là nhiều. Cá nhân Tuấn hay là vợ chồng Tuấn này, thì bà xã có mua một cây vàng tại vùng đỉnh của năm 2012, lúc đấy là vàng lên khoảng 47 triệu, đúng không ạ? Đến bây giờ thì giá vàng vẫn như thế, đúng không ạ? Và trong cái đó là có những giai đoạn mà giá vàng bị giảm rất là sâu. Đó thì ở đây muốn nói rằng là vàng nó là bảo vệ sức mua, nhưng không có nghĩa rằng nó sẽ được tăng giá, đúng không ạ? Và thứ hai nữa là đôi khi cầm vàng thì rất dễ bị mất cắp hay là bị tốn diện tích. Việc cất vàng là một vấn đề rất là đau đầu với cả rất nhiều người đấy. Rồi, chúng ta sẽ quay lại kênh cổ phiếu. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là cổ phiếu là một cái đường màu đen. Từ năm 1947 đến năm 1968 thì cái đường màu đen này nó tăng giá rất là mạnh so với các kênh khác như là trái phiếu này hay là tiền mặt. Đó, và cái đường CPI nó ở mức như này. Đó, thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là nếu như một đô đầu tư vào đầu cái giai đoạn 1947 sau thế chiến thứ hai cho đến năm 1968 thì giá cổ phiếu đã tăng lên khoảng 18 đô. Trong đó trái phiếu hay tiền mặt thì cái từ 1 đô chỉ lên khoảng 2 đô mà thôi. Đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng là đa phần mọi người vẫn để ý rằng mình bị dao động trong ngắn hạn mà không nghĩ rằng cái rủi ro mình bị mất giá trị, mất sức mua trong dài hạn là rất là cao. Tuấn gặp rất nhiều các anh chị em cũng là nhà đầu tư, và những anh chị em đó thì thông thường khi mà thị trường giảm rất là sâu thì mới bảo rằng là thôi bây giờ tôi bán hết đi. Tôi bán hết và chờ thị trường giảm sâu một chút nữa và mua lại giá rẻ hơn. Đấy là quan điểm chung nhé. Mình không phán xét cái này đúng hay sai. Nhưng mà sau đó thì Tuấn lại thấy thực tế rằng là khi mà chúng ta bán xong và chúng ta cầm tiền thì chúng ta rất khó để mua lại. Tuấn nhớ là đầu năm 2020 lúc mà dịch Covid xảy ra gay gắt nhất thì có một anh bạn của Tuấn mới bảo rằng là thôi tôi bán hết cổ phiếu đây. Lúc ấy đang cầm Thế Giới Động, và bán hết Thế Giới Động vùng giá khoảng là 62, 63 rồi đấy. Rồi quyết định bán đi và làm lại bán mới, bởi vì lúc ấy giá của cổ phiếu Thế Giới Động giảm rất là sâu. Đỉnh lúc đấy là 130 mà về còn có 62.000. Điểm sâu nhất là khoảng 57-58.000. Đó. Thì đương nhiên thì anh với bạn ấy bán đi xong và một hai phiên sau thì dường như nó vẫn rất là đúng. Tuy vậy thì sau đó thị trường phục hồi rất là mạnh giai đoạn cuối tháng 3, khi mà thông báo rằng là toàn bộ thành phố lockdown, đúng không ạ? Thì tự nhiên là giá cổ phiếu bắt đầu vọt lên rất là cao. Đó. Và lúc đó thì tất cả mọi người đều nghĩ rằng là nó chỉ lên ảo thôi và sau đó lại giảm tiếp. Nó chỉ hồi tạm thời. Thì anh bạn đó cũng đứng ở ngoài và chờ đợi như thế. Cho đến tận tháng 7. Đến tháng 7 thì giá cổ phiếu từ 57-58 nó vọt lên khoảng 80-85.000, và đương nhiên giá nhiều cổ phiếu khác còn tăng mạnh hơn cả Thế Giới Động. Thì qua cái đoạn đấy thì lúc đó anh bắt đầu mới bỏ tiền vào anh mua lại. Thì anh đã bị bỏ mất một khoản rất là tuyệt vời cái giai đoạn giữa đấy rồi, đúng không ạ? Anh đã bị mất tiền cái giai đoạn từ 130 về còn 62.000, và anh mất tiếp đoạn tiền từ 62.000 lên 80. Đấy, lấy ví dụ một cổ phiếu như vậy. Đó thì đấy là thực tế mà Tuấn đã gặp, không phải một người mà rất nhiều người. Đó thì khi mà chúng ta biết rằng câu chuyện của dài hạn của một cổ phiếu hay của một tài sản nó tăng trưởng liên tục như vậy thì chúng ta không nên cầm tiền mặt, đúng không ạ? Bởi vì thực ra khi chúng ta cầm tiền mặt thôi thì giống như câu chuyện của Nga là chúng ta bị mất toàn bộ cái giá trị khi mà lạm phát nó ập đến, và chưa kể rằng cái lạm phát mà được báo cáo đấy nó còn chưa thể hiện đúng cái thực tế trong cái giỏ mua hàng hàng ngày của quý vị anh chị, đúng không ạ? Rồi, một cái kênh nữa chúng ta để ý thêm đó là tiền điện tử. Thì tiền điện tử thì nó điểm như nào? Đặc điểm tiền điện tử bây giờ nó đang dần dần cho rằng là Bitcoin là một cái kênh thay thế cho vàng. Và ưu điểm Bitcoin gì? Đó là việc cất giữ nó rất là đơn giản, đúng không ạ? Nếu vàng anh chị đút vào trong cái túi anh chị rất là dễ mất cắp, thì Bitcoin chỉ cần nhớ được khoảng một cái lượng ký tự 24 từ rồi đấy, thì quý vị có thể đi khắp thế gian và có thể lấy lại được tiền rất đơn giản. Thì đó là một cái ưu điểm rất là lớn của tiền điện tử. Nhưng mà nhược điểm của nó là gì? Đó là thứ nhất, do kênh tài sản coin này nó cũng còn rất là bé so với tổng kênh tài sản khác, nên cái biến động của nó rất là lớn và cái rủi ro pháp lý cũng rất là cao, khi mà nhiều nước còn đang cân nhắc việc cho phép Bitcoin hay cho phép coin tiền điện tử hay không. Và thứ hai nữa là khi tham gia vào kênh crypto này thì cần có một cái
hàm lượng kiến thức rất là tốt để tham gia. Cá nhân Tuấn thì Tuấn cũng gặp một số các anh chị em mà làm crypto, và những anh chị em đấy là những người mà xây cái crypto để mang đi bán. Thì đa phần mọi người chỉ là tôi xây ra được một cái dự án nhỏ nhỏ, xong mang đi bán ra ngoài kiếm một đống tiền, sau đó thì đội dự án lại nghỉ. Tức là cái trường hợp đấy nó hiện tại nó rất là nhiều. Đương nhiên thì cũng có một số các trường hợp khác là họ đầu tư, họ làm ăn rất là bài bản đó. Nhưng mà quý vị cần phải có một cái kiến thức, hàm lượng kiến thức rất là tốt để đủ phân biệt rằng là cái dự án này là dự án ảo hay dự án này là dự án thật đó. Thì cái câu chuyện tiền điện tử Tuấn nghĩ rằng là nó không phù hợp cho toàn bộ số đông, mà nó chỉ dành cho một số người nhất định đó và đủ hiểu. Và xin nhắc lại đó là tiền điện tử vẫn đang tiền crypto ấy, đang chưa được cho phép tại Việt Nam, thì quý vị cần phải cân nhắc đó. Thế thì tổng kết lại trong các tất cả kênh này thì xin nhắc lại lần nữa là trong trường hợp chiến tranh xảy ra hay là những cái trường hợp mà siêu lạm phát vân vân, thì theo cái lịch sử tại thị trường Mỹ, chỉ có kênh cổ phiếu là kênh có thể phòng vệ được trước cái sức mạnh ăn mòn khủng khiếp của lạm phát. Và đương nhiên thì ở đây không có kênh bất động sản, nhưng mà Tuấn tin rằng kênh bất động sản cũng giống như một kênh large cap stock thôi, tức là họ đi theo cái demography, tức là đi theo cái cơ cấu dân số. Ví dụ Việt Nam mình là cơ cấu dân số vàng nên cái giá bất động sản thì cơ bản tăng rất là tốt, nhưng mà ở những đất nước mà cái cơ cấu dân số họ già hóa rồi thì chưa chắc bằng giá bất động sản đã tăng lên tốt như thế đâu nhé. Và thứ hai nữa là còn phụ thuộc vào chính sách của nhà nước phát triển hay không. Nhưng thông thường đối với kênh cổ phiếu thì hầu hết nhà nước nào cũng hay chính phủ nào cũng khuyến khích cái kênh cổ phiếu. Bởi vì sao? Bởi kênh cổ phiếu nó là kênh huy động vốn chung dài hạn cho nền kinh tế, và vì bản chất của nó là chung dài hạn nền kinh tế nên nó là một thứ thật và thứ đem lại tăng trưởng GDP, tăng trưởng nền kinh tế và đem lại việc làm cho rất nhiều con người ở trên đất nước đấy, nên kênh cổ phiếu thường là sẽ được ưu tiên phát triển đó. Thế thì cái kênh cổ phiếu này đem lại lợi suất nó vượt trội hơn rất nhiều so với lạm phát, và ngược lại các kênh khác như là trái phiếu hay như tiền gửi thì trong dài hạn họ đều bị lạm phát mòn hết, nhất là đặc biệt trong giai đoạn mà xảy ra những biến động lớn như chiến tranh, đúng không ạ? Đối với cả tiền mặt thì nếu như quý vị cầm tiền mặt trong giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng thì điều đấy rất là ok, bởi vì thông thường lúc đó là giá tài sản giảm rất là sâu. Nhưng tuy vậy cái việc mà để cầm cái tiền đấy để mua lại tài sản, ví dụ mua lại cổ phiếu hay là bất động sản, thì thông thường là rất là khó mua và rất là khó bán đấy. Và đa phần mọi người bị mất đi cái giai đoạn mà nó tăng tốt nhất. Như câu chuyện mà Tuấn vừa kể đó là câu chuyện về thế giới động, đúng không ạ? Khi mà giá cổ phiếu giảm 130 về còn 60 thì anh đó bán mất ra, và đến khi mà cổ phiếu về 57, 58 thì anh không mua được vì anh nghĩ rằng nó sẽ còn giảm tiếp và chờ về 50 mới mua, đúng không? Thì đến 57, 58 lại bật lên và nó vọt lên tận hơn 80, 85.000, 86.000, 90.000, anh bắt đầu mua lại đó. Thì rõ ràng là anh đã bị mất đi một cái đoạn rất là lớn, không những bị mất cái đoạn mà đang bị giảm, đúng không ạ, giảm lúc trước, mà còn mất bị cái giai đoạn mà tăng từ 61, 62.000 lên khoảng 90, đúng không ạ, mất 50%. Đó thì đấy là chia sẻ một vài quan điểm của Tuấn về trong trường hợp này. Thế thì nếu như quý vị có góc nhìn đầu tư dài hạn và coi chứng khoán là một kênh tích sản dài hạn thì quý vị hãy sẵn sàng mua khi thị trường giảm sâu, và mỗi lần biến động hay là mỗi lần mà những cái lo ngại nó không thực tế liên quan đến cái tăng trưởng GDP, tăng trưởng nền kinh tế, thì lúc đó là quý vị nên ưu tiên mua vào những cổ phiếu tốt có triển vọng tăng trưởng dài hạn. Hôm nay Tuấn đã chia sẻ đến quý vị anh chị về cái câu chuyện các kênh tài sản tại Việt Nam hay là trên thế giới. Và nếu quý vị anh chị yêu thích video này, anh chị quý vị có thể like hay share cái video này, hoặc là đơn giản hơn anh chị chỉ cần like nó thôi. Trên YouTube người ta đã có thuật toán, người ta hiểu được rằng điều đấy quý vị rất là đánh giá cao cái video này, và tự thuật toán YouTube sẽ lan tỏa đến những người khác. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.